Đấy. Đúng là ý trời nhá, tôi đánh lại một ván Toxtraet cho các bạn xem này. Mẹ cày lắm rồi. Tất nhiên là bài nó đẹp thì đánh nhá, chứ còn bài là không đẹp thì không đánh được đâu nhá. Đánh theo bài thôi. Mẹ tập trung thế éo được khi mà các ông vừa nói hỏi liên tục tôi phải trả lời, mẹ tôi vừa phải chơi tôi vừa phải tương tác, làm sao mà tập trung được, khó tập trung lắm. Cảm ơn bạn Trung Nguyễn nha, búp búp nhân phẩm, thank you. Đấy là lần đầu tiên tôi đánh Sorceress đấy, lần đầu tiên đấy, nhưng mà thấy nó cũng khỏe. Nếu như mà đánh bạn bạn đánh Sorceress ấy thì bạn phải cố gắng có được hai cái con Sorceress mà có trong cái bộ người lùn ấy, là con Lulu này và con Vega này, phải có hai con đấy sớm, xong rồi ghép với con người lùn nữa thì mới có tanker, lấy ít nhất là còn có cái bộ Yordle để còn gọi là né né một tí. Mẹ không thì khó đánh lắm. Có cái mồi nó không thơm rồi đấy nha. Có một chút hơi thum thủm rồi đấy. Với cả là ván vừa rồi cũng ít đồ quá. Ván vừa rồi cũng ít đồ quá. Mãi về sau mới có tí đồ cho con Sol. Đồ đi, đồ đạc đâu hết rồi. Độ. Đó, đồ tiếp này, đồ này. Độ. Ôi ôi. Hai con này. 3 tiền. Lissandra, nó không phải là Sorceress nhưng mà nó là Element. Element. Từ từ đã. Element để bắt sau. Nếu mà xác định đánh Sorceress thì bao giờ phải ghép đủ Sorceress trước rồi đánh Element sau. Thừa tiền thì mới bắt, nhưng mà không thừa tiền thì không bắt. Anh ơi, sao em chơi trên đất free to win mà fit to win mà lại bị ban nick 14 ngày á, thế này thì ấy đấy, thấy không, tương tác xong quay vào thua con mẹ luôn, chán thật chứ, thế hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rồi có tanh rồi, có tanh rồi, có tí nhớt rồi, ba con Noble liền này, mất dậy thật chứ. Người ở bên em nhé. Hai mươi attack speed. Không thỏa đáng lắm. Không thỏa đáng lắm. Ít nhất là ván này cũng lên được hai con tanker cộng hai sớm thì nó chơi hộ cho một lúc. Trong khi chờ đợi Sorceress về. Chào Phạm Hùng nha. Đây rồi. Đấy, ít ra phải cho người ta cái liềm. Chơi bời là phải cho cái liềm hy vọng thì mới chơi được. Thì mẹ không có cái liềm hy vọng thì how to chơi.
Lenish. Xét cho cùng thì đồ dùng sớm thì nó sẽ có tác dụng sớm. Tốc độ đánh cũng được, cho nó tích mana nhanh. Vừa có đam, vừa có búp tốc độ đánh. Còn mẹ mày, ban đầu tôi định lấy con Ari nhưng mà thôi, nó lấy mất rồi. Tôi lấy con Kassadin về, tôi ghép lên hai, tôi đánh cày thật. Thực ra trong trường hợp này con Ari hay là con Kassadin thì nó cũng xem nhau, bởi vì nó cũng đều là lên hai cả. Đây Kassadin hai này, đấy thế thôi, Kassadin hai. Ba sorceress. Các Sardin mà vứt đồ tốc độ đánh rồi các thứ cho là tươi của nó luôn đấy. Này nhìn nó tạo giáp liên tục phải không? Thằng này đánh không vào máu luôn này. Đó. 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 Đấy, ít ra đánh Sorceress thì ban đầu nó cũng phải cho nó tươi tươi thế này thì mới đánh Sorceress được. Mẹ chứ ban đầu mà toàn cộng 1 thì đéo hiểu sao đánh. Đấy, cứ cho như thế này thì có phải dễ chơi không? Cảm ơn Quân Nguyễn đã tặng sao nha, cảm ơn Quân Nguyễn. Ác của tôi là ác VIP, nó không phải hàng chờ. Nó vào, ôi mẹ, ăn lìn rồi. Nào nào, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, quăng chiêu đi rồi chết. Đừng chết sớm, đừng chết sớm quá, đúng rồi. Chúng mày có thể giết được hai con đam nhưng chúng mày đéo thể giết được ba con tanh của tao. Chết con mẹ mày đi này. Một round buồn, không có cái gì đáng chơi cả. Người đứng xa em nha. Ông stream này coi như là làm việc cho công ty được trả lương mà. Ơ đúng, tôi có nói là sai đâu. Tôi có nói là sai đâu, chuẩn mà, các ông nói chuẩn đấy. Công việc của tôi là chơi game mà. Chứ bây giờ các bạn nghĩ mà xem một cách logic mà xem, đây là game mới. Bất kể một game mới nào cũng đều cần một cái chiến dịch marketing phải nói hoàn hảo. Còn cái marketing nào tốt hơn là cứ cho những cái KOL, cây nhà lá vườn như tôi chơi. Mà tôi đánh hay như thế này nữa. Mẹ có phải là mẹ một cách quảng cáo xịn con mẹ nhất cái trái đất không? Bây giờ các bạn bỏ tiền ra thuê một KOL livestream tầm 3 tiếng bây giờ nhá. Những KOL xịn thì tôi nghĩ là giá nó phải rơi tầm 100 củ. 100 củ cho một buổi livestream mà họ còn không biết chơi. Trong khi đấy tôi vừa đẹp trai vừa đánh hay. Mẹ như thế này. Mà trong khi đấy dùng cây nhà lá vườn mẹ công ty còn không mất tiền, nó chỉ việc trả lương hàng tháng của tôi, nó lại là quá vào việc rồi. Đừng có nói là các bạn không đồng ý tôi đẹp trai nha. Israel.
đẹp trai rồi lại khoai lại còn to, lại không lo chết đói. Thấy không? Đánh sóc stress thì nó phải như thế này thì mẹ nó còn có cơ mà đánh sóc stress chứ. Thua đâu mà thua, chẳng qua là chưa thắng thôi, đâu có thua. Chứ bây giờ mà tôi mà đánh tôi bật hack com mốt lên, mẹ lại thắng 3 4 trận liên tiếp và các ông lại kêu chán. Sao suốt ngày anh đánh cái bộ đấy thế? Mà đâu có biết là cái trò nào nó cũng có meta. Nó sẽ có một cái bộ nó mạnh hơn những cái bộ khác. Đánh cái bộ đấy thì tỷ lệ thắng nó cao hơn, xong đánh liên tục thì các ông lại sao anh đánh nhiều thế? Đánh cái bộ khác đi, không biết chơi à? Mẹ thấy eo nào cũng nói được. Xong rồi test bộ mới thì thua thì anh ấy đánh ngu như con chó. Thế nào cũng nói được, buồn, buồn. Buồn man mác. Cho cái này vào cho nó im ba nhỉ. Lốc mẹ một con này, cái này chỉ được đầu game thôi. Cái đồ gậy lốc chỉ được cái phi là chỉ được đầu game thôi. Về cuối game cũng bình thường, không có tác dụng nhiều lắm. Anh An chơi Underlord ra không? Không không không. Anh em kêu thầy ba vô kênh này cái VCL đẹp trai. Ihi, thích quá. Nội gián thầy ba cài vào. Các ông dơ thật chứ. Chết con mẹ mày né chiêu này. Đấy, thấy không? Không bộ nào là yếu cả, kể cả là sót stress. Nhưng vấn đề là nó phải cho một bài đẹp thì tôi đánh được. Đây, Vega đây. Nó phải cho một cái bài đẹp thì tôi mới đánh được. Bài lởm thì bố tôi cũng không đánh được. Thì mẹ quân lú có vẻ mồm to quá nhở. Mới quân lú mới lên làm sếp à? Hay là như thế nào mà mẹ có vẻ to mồm đấy nhở? À thì cụ mày mới lốc lốc các sardin của bố mày. Thôi được rồi. Mẹ chính vì thằng lìn héo này là có lốc, tôi cũng phải cho con Garen của tôi có lốc. Ném. Ném. Ui, không kịp ném. Trời ơi. Ôi, cầu này không có đam chuẩn rồi. Thì phải... Cầu cầu Ari trong này không có đam chuẩn rồi. Nẩm 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 nám nẩm nám. Đây này con Vega này này, con Vega cầm BF này này. Con Vega cầm BF hoặc là con Morgana cầm cái nước mắt. Hoặc là con Lulu, Lulu cầm tốc độ đánh cũng được. Nhưng tôi sẽ lấy con Vega, tôi sẽ lấy con Vega. Còn mẹ mày. Đang muốn hướng đến con Vega thì mẹ lấy mất của tôi, cay thật. Cay quá lúc ấy vào bị lốc. Này thì lốc bố mày này. Con Vega là quan trọng lắm. Elementalist này. Ngon. Bây giờ Vega 2 là vô địch luôn đây này. Mẹ vô địch tiên sinh luôn đây này. Lulu sửa lỗi rồi nha, nhấn mạnh là Lulu sửa lỗi rồi nha. Ỉ mẹ không kịp tung chiêu cái ức thế. Chết con mẹ chúng mày đi. Chết con mẹ chúng mày đi. Chết con mẹ chúng mày đi. Ui, Assassin nó khỏe quá. Ai gu, đứng hình mất 5 giây. Như vậy là có một thằng chơi Assassin Sabu. Sabu top 1. Ghê 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 ghê. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đôi giày. Ha ha ha. Đôi giày.
ba tiền bán cho tròn tiền tí mua lại sau. Tầm này mình cũng không có chỗ để mình vứt con Morgana vào nên để nó ở thanh hàng chờ nó rất là phí tiền. Bán đi để cho tròn 40 tiền để tôi lấy cái interest cộng 4 này. Sau đấy rồi thì tính tiếp. Đi con mẹ sao nhiều thằng chơi assassin thế? Hai thằng chơi assassin, thằng này yếu hơn này, thằng assassin này yếu hơn này. Assassin này yếu hơn rõ luôn. Ui 11.000 đam. Em đang trên đường vào Nam hẹn anh kèo cà phê. Ok Cường ơi, ok Cường ơi. Ulti của Vega là chiêu cuối của nó ấy, ném ra một quả cầu vụ nổ vũ trụ, uỳnh một cái đam to vãi lìn đây này. Primordial Burst này. To lắm, đam to lắm. Ở level 2 là 450 đam. Thế này có cả cái dòng mà low start level gian Vega này, tức là ý là nó ném vào những cái con cấp thấp hơn nó, ví dụ nó là cộng 2 mà nó ném vào những con cộng 1 thì đam rất là to và thậm chí là chết mẹ luôn. Thường là chết luôn, không có con nào chịu được hết. Nó cấp 2 nó ném vào một con cấp 1 bất kỳ mẹ toang luôn. Chắc là không con nào chịu nổi. Có team băng cho Vega này. Team băng này, không biết có nên dùng không? Warren 20. Này, cái này ngon này, cái này rất ngon này. Isram, giải giới. Không khoái lắm. Không có nhu cầu lắm. Bây giờ có xếp lại hay không thì gặp Assassin thì nó cũng vậy thôi. Chứ bây giờ mình xếp lại nhá, thì mình gặp thằng khác mình cũng toang. Thì mẹ bây giờ xếp lại tự dưng gặp một bọn đánh thì mẹ toàn AD tay dài, bắn chết con mẹ hết cái bọn này thì nó cũng toang. Không cái gì là hoàn hảo hết, không cái gì là 100% cả. Được cái lọ thì mất cái chai. Thế nên là đừng có quá là sợ bọn Assassin. Lời khuyên của tôi là kể cả là bạn không có đủ tanker thì đánh Sorceress đừng có sợ quá bọn Assassin. Không sợ đâu. Mình thua nhưng mình cũng không thua nhiều nên là không phải lo. Chứ còn bây giờ chả có bộ nào là vô địch cả. Thì mẹ xếp chống bức thằng này thì nó cũng chết với thằng khác. Làm đéo thì có bộ nào hoàn hảo 100%. Chả có bộ đéo nào hoàn hảo 100% cả. Tôi vứt một con Na và vừa là để lấy tanker, vừa lấy khống chế và vừa lấy né của Yordle, đủ 3 con. Thì trong trường hợp kiếm đủ element thì bắt đầu quăng element vào sau. Hoặc là có thể là không chơi element, chúng ta vẫn có thể là chơi Yordle đánh kẹp với Sorceress cũng được. Chuẩn bị ném này. Nó chuẩn bị ném này. Sờ quên mít hay khờ. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đừng có ôm đồm nhiều quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ có 7 slot thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Con nào cũng muốn. Tôi sợ nhất là cái kiểu chơi mà con đéo nào cũng muốn bắt xong mà không con nào vứt được vào ấy. Thì mẹ đấy mới là đáng sợ. Cứ ngồi ôm nhau mà chết ấy. Cũng không vứt được con nào vào. Đáng thương lắm. Gương mặt đáng thương lắm. Đây nha, Assassin này thấy không? 1, 2, 3 Assassin này đúng không? Thực ra thì cũng không đáng lo ngại lắm đâu. Ui, không có đam luôn kìa. Xoay đi, Garen, xoay đi. Thấy không? Assassin đấy. Assassin của các bạn đấy. Thì nó cũng thế. Ôi, địt bé khổng lồ hóa ngu như con lợn. Thấy không? Thì cũng chỉ thế thôi, Assassin thì nó cũng chỉ đến thế thôi, cùng lắm là chỉ thua một hai con, cũng không thua nhiều. Mà chưa chắc đã thua cơ.
À, vẫn thua, thua có một con. Nên là đừng có sợ assassin. Phải suy nghĩ trước khi nói chứ đừng có nói kiểu là cứ nghĩ là chưa nghĩ đã nói rồi là không được. Ui, 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 nhìn này, Kha'Zix này. Ui, đây là chính là món đồ tôi cần. Đi cơ mà cho mày cút hết khỏi con Kha'Zix của tao. Đừng ngay bắt Kha'Zix nha. Không, đi với thằng chó nó lấy mất cái món đồ đấy rồi. Món đồ đấy ngon lắm. Tôi được bắt con Sôn vậy. Bắt con Sôn, bắt con Sôn, bắt con Sôn. Bắt con Sôn, Sôn đồ đẹp, Sôn đồ đẹp. Ôi, Zumi, Zumi. Dành cho ông nào mà chưa biết Zumi là gì thì đây. Dành cho ông nào mà chưa biết Zumi là gì thì đây. Biến một con tướng có thêm bộ óc Sorceress. Biến một con tướng không phải là Sorceress có chức năng như là một con Sorceress. Nó được rồi, có Sôn rồi. Để tơn sau tôi up cấp. Để tôi vứt con Sôn vào là đẹp bạc rồi. Ui, 11.000 đam này. Ngấy nhờ, biến hình. Chết con mẹ em đi, cá thớt óc chó bị ăn quả CC là hơi căng nha. Chết con xà phải đi. Ê! Bye bye người anh em. Một element, hai element. Sao mãi không có con Lulu nữa nhở? Đây này, đủ element rồi này. Đủ element rồi đây này, nhưng mà từ từ nhá, để nghiên cứu, nghiên cứu. Nếu mà tung hết element vào thì phải vứt mấy con tank cộng 2 này ra thì hơi căng. Trong khi đó thì element của mình toàn cộng 1 bên ngoài, chưa 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 vứt element vào được. Bình tĩnh, 5 Sorceress rồi đây này. Chết con bà mày đi. Nào, cho em ít đồ nào các anh ơi, cho ít đồ để em chơi nào. Ẻo ấy ít thế. Đồ đạc cái chơi éo gì. Spell ba, spell dia burn dam. Đánh theo phần trăm máu à? Chưa thuyết phục lắm. 6 Sorceress này. Nhưng mà đánh 6 Sorceress thế này thì thiếu tanh lắm. Từ từ, chưa bắt mày đâu. Thôi cứ bắt đi. Tạm thời thì đội hình này vẫn đẹp. Vẫn đang đẹp. Tôi đang muốn cho con Kassadin lên 3 bởi vì nó là tank chính. Bây giờ mình phải cố gắng lên được Kassadin 3 nó mới khỏe. Thấy không? Con Na này là một con counter, con Kindred cực kỳ ghê luôn. Chiêu đấy. Đây, ai, sao đây? Chiêu. Ôi, thì sao nó block được cái đam ấy nhở? Sao con V nó block được cái đam lượt về của cầu nhở?
tự dưng thua quả ngớ ngẩn thật đấy. Cả damn it. Level 8. Máu giáp, máu giáp. U sôn, ngon, sôn 2 rồi, chết con mẹ chúng mày. Chết con mẹ chúng mày, sôn 2 rồi nhá. Assassin vào đây hộ bố mấy cái. Bơi vào đây. Ôi, chém bắt chết luôn. Lulu không kịp làm gì luôn, Na cũng chết thẳng luôn, thua luôn. Ui, con Garen 3 này. Garen 3 này. Thế đéo nó sao nó cứ lì, nó có cái gì đây nhở? Ôi, kháng magic thảo nào. Đấy, assassin của các bạn đấy. Đây, xin giới thiệu với các con rời là assassin đấy. Cũng có thắng được đâu. Ui, lại soul này, nhiều soul thế. Ui, Carthus này. Ai chả chả nhức nách thế nhờ. Chẳng lẽ lại vứt một con này đi cho Carthus vào à? Vứt một con này đi cho Carthus vào. Vứt đi. Cho con này lên. Thì đây, 6 Sorceress đây này. Tôi biết là khác nhau thì tôi mới dùng, nhưng tôi có phải là thằng đụt đâu. Tôi biết là nó khỏe hơn rất nhiều thì tôi mới dùng như. Ấy à, đi mẹ. MVP này, danh con Yasuo này. Thôi, Zone 2 thôi. Mẹ, lên làm sao được Zone 3. Tiền đâu ra mà lên Zone 3 để tiền up cấp thôi. Bỏ Element thôi, tầm này bỏ Element thôi. Đánh 6 Sorceress rồi thì bỏ Element thôi. Đồng ý, đồng ý. Cái gì đúng thì tôi nghe theo chắc chắn. Chứ không có chuyện là tôi kiểu mẹ cố chấp hay là như thế nào đâu. Yên tâm, anh em yên tâm. Tôi là thằng biết điều mà. Lấy con gì bây giờ nhỉ? Lấy cái gì bây giờ nhỉ? Lấy mẹ nước mắt nữ thần nhỉ? Chưa kịp nghĩ ra là lấy cái gì đấy. Spell dam on hit. Thôi bán hết element rồi. Không quá là ôm đồm. Mình vẫn có 3 giọt đồ là được rồi. Ra là lấy cái nước mắt nữ thần cho con này làm team băng được à, nhưng mà thôi. Nó là con thuộc tộc chết con mẹ chúng mày, chết con mẹ chúng mày đi. Ôi ôi, nó lại là quá vào việc. Lấy Kindred làm cái gì? Các ông bị hâm à? Sao cứ bắt tôi lấy mấy con vơ va vơ vẩn lấy Kindred làm cái gì? Em lấy Kindred tôi nhét vào đâu? Tôi nhét vào lỗ mũi à? Ơ hâm thật chứ. Lấy con rồng có gậy là được nón rồi mà. Nón không hay bằng những cái này đâu. Nó có cái độ hay riêng của nó. Đồng ý là AP cao hơn nhưng mà mỗi một đồ nó có một cái ngon riêng. Splat Dam on hit thế này. Đây Assassin đây, Assassin của các bạn đây. Để xem nó có chơi nổi tôi không nào. Ui. Kinh thế thì mẹ. Con chó Khazix 3 vẫn là assassin lúc nãy này. Không lại được. Không nói chuyện. Tập này không nói chuyện. Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Phun mẹ bộ 2 Sam rồi còn muốn cái gì nữa. Ca thớt là còn 5 tiền, khổ quá các bố. Ca thớt là còn 5 tiền.
Tôi biết rồi, cái thằng Assassin kia nó roll nhiều tiền quá, nó chỉ có level 6 thôi, tôi nhìn ra rồi. Không giết được con rồng rồi. Không giết nổi. Không giết nổi con rồng này. Đây đây, để tôi lên 9 xong tôi roll. Tôi còn nhiều tiền mà, đây này. Đấy, còn hơn 20 vàng để roll đây này. Anivia này. Khỏe lắm rồi, tầm này khỏe lắm rồi. Tôi bỏ qua một con cat à? Thì cứ cho là bỏ qua đi. Tầm này thắng mẹ rồi này, còn lo cái gì nữa. Vega sắp 3 rồi này. Sắp có Vega 3 rồi này. Vega Boy này. Nhưng mà thực ra tại sao mà không lên nổi con Na 2 nhỉ? Ôi, tưởng ai? Rồi ôi. Tưởng người bạn nào đối đầu với mình hóa ra là người bạn Assassin. Rồi ôi. Rồi ôi. Tôi nói thật chứ dăm ba cái thằng Assassin Rôn Cố này thì không có tên tuổi trong cái làng đất nện này. Vĩnh biệt, thế cho nó nhanh. Lên được Vega 3 thì đẹp. Đây rồi, Na 2. Cố gắng lên con Vega này. Không lên được. Không lên được Vega 3 rồi. Không lên được Vega rồi. Dầm ba cái thằng Assassin rách này. Chết bà chúng mày đi. Chết bà chúng mày đi. Mất mẹ nó hút trên bản đồ luôn. Mạnh đấy. Này nói không phải mê tín nhưng Sorceress mạnh đấy. Sorceress hơi bị mạnh đấy. Nhưng mà tôi thật là nó không vào một tay một người biết chơi như tôi thì nó cũng không mạnh được. Xét cho cùng thì đây, các bạn nhìn cái đội hình này. Chẳng có con nào cộng 3 hết. Nó chẳng cần phải hoa mỹ. Nó cứ chân chất thế này thôi. Đây, ông này Assassin bịt mẹ bắm môi bắm lợi này. 1, 2, 3 con 3 sao. 6 Assassin đánh như cái thằng dở hơi ấy. Không nói chuyện, không nói chuyện.